Xin chào mừng các thầy cô đến với khóa tập huấn của thầy Phương. Và có lẽ là ở Việt Nam cũng rất ít khi mà chúng ta có những buổi tập huấn lên đến vài nghìn người, và chính vì vài nghìn người nên không thể sử dụng phòng Zoom bình thường được, mà chúng ta sẽ phải sử dụng đến một cái gọi là webinar Zoom. Và khi ở trong webinar thì có đặc điểm như này, ví dụ như là cái webinar của thầy nó sẽ có 3.000 người học, thì trên cùng một lúc thì nó chỉ hiển thị được một cái màn hình là 1.000 người một lúc thôi. Đấy. Như vậy là nếu chúng ta lớp của chúng ta có 3.000 người thì sẽ chỉ có 1.000 người được xuất hiện ở trên cái màn hình, còn lại là 2.000 người khác sẽ phải là ngồi học lại vẫn nhìn thấy diễn giả, nhưng mà mình không hiển thị mặt của mình lên trên đây được. Vậy thì để cho tất cả mọi người đều có cái cơ hội là được hiển thị cái tham gia được vào, tức là mình có thể hiển thị mặt của mình, có thể share màn hình, vân vân tất cả mọi thứ, thì chúng ta nên phải đổi tên theo là theo nhóm. Thì lớp của thầy Phương được phân ra là các nhóm, thì chúng ta sẽ phải đổi tên theo nhóm để trong một buổi học chúng ta lần lượt cho các nhóm tất cả mọi người đều được hiển thị lên trên màn hình. Đó là lý do tại sao các thầy cô cần phải biết kỹ năng là đổi tên trước khi mà chúng ta vào học bằng phần mềm Zoom này với thầy Phương. Ok, vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu cái cách để có thể đổi tên nhé. Thầy Phương hướng dẫn mọi người rất là chi tiết và tỉ mỉ để các thầy cô có thể tham gia được này. Ok, vậy thì để có thầy cô có thể đổi tên được chính xác nhất này, thì chúng ta nhớ làm đúng các bước như sau nhé. Trước hết là nếu như mà kể cả như là chúng ta ở trong nhóm Zalo hay là ban tổ chức đã gửi cho thầy cô đường link, hay là ID của cái cuộc họp được đúng không? Thì chúng ta đừng vội vàng bấm vào cái đường link này, vội nhớ điều này, đừng bấm vào đường link này trước khi mà chúng ta làm việc sau đây nha. Đấy, thầy cô đừng bấm vào đường link, nhắc lại một lần nữa, đừng bấm vào đường link. Thầy cô sẽ mở phần mềm Zoom ra, chúng ta mở phần mềm Zoom ra. Đấy, thì ở trên điện thoại hoặc trên máy tính được mở phần mềm Zoom ra, thì có cái điều như này này là ở trong này rồi, thì nếu thầy cô đã đăng nhập vào tài khoản Zoom thì tốt nhất là chúng ta nên sao nó ra, bởi vì khi chúng ta đăng nhập vào tài khoản Zoom ấy thì thường cái tên mặc định của nó sẽ là lấy luôn cái tên là cái tên của email ấy, nó đưa vào đây, chứ nó không đúng quy định của ban tổ chức là nhóm cộng tên cộng số điện thoại đâu. Nên các thầy cô bấm vào cái chỗ setting ở bên dưới này này, sau đó mình bấm vào cái tên của mình ở bên trên này và kéo xuống dưới cùng, được chưa? Và mình tìm cái dòng share out màu đỏ ở bên dưới, nhìn thấy không ạ? Bấm vào share out nhé. Đây, nó hiểu ảnh này, bấm vào yes. Phải thoát ra đây. Tức là tốt nhất là thoát phần mềm Zoom trước khi vào học. Đấy, thoát xong rồi thì xong mới quay trở lại đây. Và chúng ta mới bấm mở cái phần mềm cái link nhóm, link link của cái buổi họp đấy, chúng ta bấm vào. Bây giờ mình bấm vào link các thầy cô nhé. Thì webinar nó có đặc điểm là nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập tên, các thầy cô nhập tên thì chúng ta sẽ nhập tên của mình ở đây. Giả sử như tên ban đầu của thầy cô nó chưa đúng nhá, thì mình sẽ nhập lại tên, ví dụ mình ở nhóm 3 chẳng hạn thì thầy cô đề là N03 nè. Đấy, N03 cái này quan trọng, nhóm nó rất là quan trọng các thầy cô nha, để mình có thể được vào trong phòng học chính đấy. N03 đây cộng với tên, rồi cộng với lại số điện thoại. Đó, ok, đổi tên nha, đổi ban tổ chức chắc chắn sẽ duyệt cho mình. Còn bên dưới thì webinar nó yêu cầu chúng ta nhập địa chỉ email vào, thì thầy cô sẽ nhập cái địa chỉ email của mình vào bên dưới. Xong rồi mình bấm vào continue. Và chỉ có thế thôi, chúng ta đã vào được trong lớp học. Và các thầy cô có thể nhìn thấy thầy Phương sẽ show giao diện của ban tổ chức này, sẽ nhìn thấy đây mình có tên này, đổi đúng quy định đấy, là như thế này rồi. Ok, như vậy thì khi mà đổi như này thì sau này nếu các thầy cô có thể nhìn thấy là cái giao diện của webinar nó có khác một chút so với cái giao diện của phòng Zoom bình thường là ở chỗ nào, thầy cô nhìn thử nhé. Ví dụ với webinar thì chúng ta nhìn thấy trên giao diện của người học nha, những người mà đang ở attendee này thì họ hoàn toàn vẫn nhìn thấy giáo viên bình thường, giáo viên giảng bài xem màn hình, không khác gì Zoom cả. Chỉ có mỗi cái là ở trên cái giao diện của họ thì chỉ có chat là raise hand là Q&A. Đấy, thế thì ở trong cái giao diện này cái thầy cô muốn chat thì thầy cô bấm vào chat là mình tin nhắn là vào đây. Đấy, chào thầy như thế. Các thầy cô nhắn bình thường đúng không? Còn trong quá trình các thầy cô học ấy thì mình có thể đặt câu hỏi ở chỗ Q&A này. Ví dụ như trong bài học có điều gì không hiểu các thầy cô đặt câu hỏi ở đây, chứ đừng đặt câu hỏi vào chat nhé. Bởi vì các thầy cô đặt câu hỏi vào Q&A này thì lúc thầy Phương giảng bài thì chỉ cần nhìn vào phần câu hỏi thôi. Chứ còn chat thì mọi người cứ chat thoải mái, thấy chưa? Nhưng mà đặt câu hỏi thì đấm vào đây. Các thầy cô có thể bấm vào Add Question này. Đó, chúng ta bấm vào đây. Mình có thể để vào đây là muốn thay hình nền, ví dụ thay hình nền thì làm thế nào? Đấy. Ví dụ thế này, được chưa? Và thầy cô bấm send. Đó, vậy thì trên giao diện của thầy Phương khi mà thầy Phương dạy cái bài này ấy, thì thầy sẽ có chỗ Q&A có một người hỏi này. Mình sẽ lúc dạy thì mình chỉ quan tâm đến phần Q&A này thôi, còn cái phần chat mọi người thì cứ chat với nhau thoải mái đúng không? Còn nếu mà muốn giải đáp thì thầy sẽ giải đáp luôn ở đây. Mọi người nhìn thấy chưa?
Đó là cái cách chúng ta sử dụng cái giao diện của cái người học ở trong cái phần webinar này đúng không? Thế thì cô nhìn kỹ một chút là thế thì cái việc đổi tên của thầy cô nó có ý nghĩa là như thế nào? Thì ví dụ như là chúng ta tham gia với hình thức là người tham dự như này thì chúng ta chỉ có được như vậy thôi, nhưng sẽ có một nhóm các thầy cô thì Phương sẽ ép cho mọi người lần lượt được vào trong cái panelist. Panelist là thế nào? Thì khi các thầy cô được ép vào panelist thì cô nhìn này, chúng ta bấm ấm được thầy mời vào panelist như này nhé. Thì trên màn hình của các thầy cô ấy thì nó sẽ hiển thị cái này, thì thầy cô nhớ bấm vào là join as a panelist đúng không? Bấm vào đây thì các thầy cô bấm vào đây này thì lập tức nó sẽ chuyển các thầy cô từ cái phòng vừa rồi sang một cái phòng khác, nó giống như cái phòng Zoom bình thường. Đó là gì? Đó là cái phòng như này. Lúc này thì mặt các thầy cô có thể hiển thị ở đây. Đấy, các thầy cô có thể bật camera lên trò chuyện, nhìn thấy ạ, cho camera lên trò chuyện và nhìn thấy mọi người, có thể bật tắt micro của chính mình, được chưa? Thì đây là sự khác biệt. Và bởi vì là trong một cái buổi họp thì nếu mà chúng ta cái phòng của thầy nó chỉ xuất hiện được cho 1.000 người được hiển thị thế này thôi, cho nên nếu lớp mình nó có trên 1.000 người, có cho 3.000 người thì sẽ thầy sẽ lần lượt cho các nhóm, ví dụ như là lần đầu tiên thì từ nhóm 1 đến nhóm 10 là được lên hình như thế này. Đấy, còn lại các nhóm còn lại thì ở cái phần là attendee như vừa rồi, còn lại sau đó thì sau khi những người này đã được lên hình rồi thì mình lại chuyển họ về attendee này. Đấy, lại người mọi người sẽ quay trở ra và lại cho một cái nhóm khác vào, cho nên là nếu không đổi tên đúng thì các thầy cô sẽ không có cơ hội được lên hình ở trên này đâu, cho nên là nhớ đổi tên đúng thì tham gia các thầy cô nha. Và chúng ta khi mà vào chúng ta nhìn thấy cái giao diện của phần mềm Zoom mới, đừng bỡ ngỡ điểm gì, thường tin chắc chắn là các thầy cô sẽ có một cái kỳ tập huấn cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ hiệu quả. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong phao này.